Đây, hello, xin chào. Hôm nay tụi em lại về thêm một mẫu xe nữa nha, một chiếc xe nữa nha. Điện thoại của Bắc quá, quay mờ quá. Đây là chiếc xịp Bắc nha. Một chiếc xịp Bắc đời 2009, mang biển số 60A69229 nha. Xịp Bắc màu trắng. Đây em quay về cái phần ngoài xe nhé, dàn đồng của chiếc xe xịp Bắc nhé. Đây, bốn mâm của nó là bốn mâm đúc nhé. Vỏ lốp thì nó còn cỡ khoảng tầm 80% đây. Đây, lốp của nó còn rất là dày nhé, rất là mỏng nhé. Lốp nó còn cứng ngắc à. Đây, hôm trước, hôm sau đây cũng vậy. Bốn lốp thì ok nhé. Lốp lát của con xe này thì ok. Còn về phần đồng bên ngoài, đồng sơn bên ngoài thì đây, đồng sơn bên ngoài thì hiện tại thì em đang thấy ở đây nó có những nó có một chút xíu chảy xước thôi. Một chút xíu chảy xước ở đây. Với cái màu của này của nó bị ố rồi nè, ố vàng rồi nè. Theo em thấy là nó ố vàng rồi. Cái này phải cho nó đánh ra, nó sơn bóng lại luôn. Đây là mới về nha, chưa có cho dọn dẹp gì hết. Đó là phần ngoài con xe này. Thấy nó 2009 mà nó cũng xuống màu rồi. Cái này chắc phải cho đánh bát lại bóng lên lại, sáng bóng luôn mới được. Này nó phải sáng bóng luôn mới được, mới đẹp được. Mở quá nhỉ. Đấy, đó là bên dàn ngoài của nó nhá. Bốn đèn của nó cũng sáng lắm. Đây, những chóa đèn như này thì sao? Những chóa đèn này nó thay mới rồi. Cái này là đèn cũ rồi. Đèn cũ này thấy nó mờ hơn. Thấy không? Cái đèn cũ này nó mờ hơn à. Con này nó mới à, mới sáng rồi. Này mới thay rồi. Để em xem coi nó có lỗi lầm gì không cho con xe này. Mới về của khách người ta gửi nhé. Đấy, nội thất trong xe của nó nè, em kiểm tra hết luôn. Đấy, màn hình DVD nhá, đầu DVD có hết nhá. Nội thất con xe này thì sạch sẽ này, con xe này nội thất sạch sẽ. Trần bọng cũng sạch sẽ nhá. Với cái trần bọng cũng sạch sẽ. Đó. Còn ở nội thất phía trước, phía sau đều gọn gàng sạch sẽ. Nội thất này thì cũng tạm ổn rồi. Nội thất thì cũng không có vấn đề gì hết. Ghế nỉ. Rồi bây giờ em test thử cái máy cho anh chị bà con mình coi nhá, xem nó ok không. Đấy, máy móc thì bật nhẹ cái lên nhá, thử cái cầm dè nó có không nhá. Đây, có cả camera dè luôn đàng hoàng nhá. Có hết nhá, cam dè, cam đùi nè. Máy lạnh thì sâu nè, máy lạnh rất là lạnh. Số công tơ mét nó đi là 296.000 rồi, 851 rồi.
Con xe này nó là bản thiếu nha, không phải bản đủ nha. Đây. Máy nổ rất là êm. Để em mở khoang máy ra em kiểm tra luôn. Keo chỉ của nó cũng còn nguyên nhá, keo chỉ đầu nè, không mất phân nào nhá, không có dấu hiệu mà đâm va ở phần đầu này nhá, phần đầu không có dấu hiệu đâm va, keo chỉ của nó vẫn còn nguyên nè, keo chỉ vẫn còn nguyên si nhá. Đây, con xe này không có đâm va ở phần đầu là không có. Keo chỉ cửa này cũng còn nguyên nhá, cắm bên tài này, cái chỉ cửa cắm bên tài vẫn còn đủ. Chỉ cửa còn đủ thì chứng tỏ nó không có bị đâm va nhá. Cánh phụ phía bên sau keo chỉ cũng vẫn còn nguyên nhá. Đấy. Keo chỉ của nó thì nó bị nứt đứt rồi nè, nhưng nó không có bị mất phần tự kỷ nào nhá. Mình kiểm tra hết ra luôn cho anh chị em bà con mình coi cho nó thực tế luôn nhá. Bên phụ thì làm sao? Keo chỉ bên phụ đây, bên cánh sau bên phụ nó cũng keo chỉ nó cũng còn nguyên nhá. Này nó bị nứt nổ nứt ra theo thời gian thôi. Cái này không vấn đề gì, cái này cho anh em nó chỉ sơn lại thôi là nó hết à. Sơn lại thôi mấy cái đường kẽ nứt này nó sẽ hết nhá. Đó. Không có cái dấu hiệu đâm va ở đây nhá. Cánh cửa bên phụ keo chỉ vẫn còn nguyên nhá. Không mất phần cho chị nè. Cái này nó bị bung keo nè. Bể bung keo là cái này phải dán lại nè. Dán lại cho hàn nhựa luôn. Máy móc thì êm. Nội thất gọn gàng sạch sẽ. Đồng sơn thì nó có vài phần thấy nó ố màu vàng rồi, này phải đánh bát và sơn tút lên luôn. Rồi em sẽ quay vào cái gầm bệ nó cho anh chị em bà con mình coi nhé, xem coi gầm bệ nó có mục nào không.
từ trước đến sau nhé. Chúng ta quay từ từ thôi. Cũng không có vấn đề gì mục một là phải cho làm để hết nhé. Sâu bên trong luôn. Đây là bên phụ nhé. Mới là không có dấu hiệu mục mọt nhé. Để kiểm tra bên phía bên tải luôn xem sao. Xe gầm bên tải luôn nhé. Bây giờ đang khách đang gọi quá trời mà em đang quay video, tí nữa em sẽ gọi lại xin lỗi nhé. Đây. Đây. Gầm mọt bên tải nhé. Cũng không có dấu hiệu gì mục mọt nhé. Đấy. Về con xe này thì không có cái dấu hiệu gì mục mọt gầm bệ, máy móc ổn định, nội thất tương đối đẹp. Đồng sơn thì nó hơi ố vàng thì cho sơn lại cũng được, mà cho đánh bát lên cũng được. Đó thì anh chị em mình coi nhanh tay mình chốt cọc thì hay là mình lên xe mình xem lấy xe trực tiếp luôn nhé. Đó. Còn cái xe nó hơi thiếu sót thì anh chị em mình muốn em dọn như thế nào thì cứ cho em một tiếng thì em sẽ cho thợ cho nó dọn hết nhé. Đấy, con xe này chủ xe đang kêu bán nó là 118 triệu nha. 118 triệu. Con này rút hồ sơ nhanh chóng nha. Rồi anh chị em mình có gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em và số điện thoại 0777 55 2222 để mà sở hữu con xe này đi test nhé. Spark 209. Đồng sơn nội thất thì nội thất thì đẹp, sạch sẽ. Đồng sơn thì có vài điểm ố vàng. Để xước thì em sẽ làm lại. Đó. Lốp láp của nó thì còn mới, còn cứng. Đó. Gầm bệ không mục nát, máy móc ổn định, điều hòa mát nhé. Rồi có gì cứ liên hệ với em và số điện thoại như trên hoặc là số 0988111554 nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại sau.